Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang trong đợt mưa lớn kéo dài sau bão số 3. Cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông, nguy cơ ngập lụt sâu và diện rộng. Cập nhật từ đêm qua đến trưa nay, khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa đặc biệt lớn. Như tại Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn và Thái Nguyên là những nơi mưa xối xả nhất, lượng lên tới hơn 200 đến hơn 300mm. Trong chiều và đêm nay thì khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng là từ 50 cho đến 150mm, có nơi mưa vượt 300mm. Còn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và tại Thanh Hóa thì có mưa từ 20 đến 90mm, có nơi mưa vượt 150mm. Cảnh báo 2 đến 3 ngày tới, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa lớn diện rộng với lượng vượt hàng trăm mm. Do mưa lớn và hồ thủy điện xả lũ, lũ trên nhiều sông đang dâng cao. Đến tối nay thì đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái sẽ trên mức báo động 3 là 1m90. Sông Lục Nam tại Lục Nam sẽ trên báo động 3 là 10cm. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương còn cách báo động 3 là 20cm. Sông Cầu tại Đáp Cầu còn cách báo động 3 là 40cm. Ngoài ra thì nhiều sông khác ở Bắc Bộ lũ cũng đang lên cao từ báo động 1 đến báo động 2. Lũ cao như vậy, ngập lụt sẽ tiếp diễn, thậm chí là mở rộng và ngập sâu hơn. Bà con nên chủ động sơ tán đến nơi cao. Việc di chuyển khi chưa ngập sẽ nhanh chóng và an toàn hơn nhiều so với khi đã bị ngập. Bên cạnh đó thì sạt lở đất, lũ quét cũng là hiện tượng rất nguy hiểm lúc này ở hầu khắp khu vực vùng núi Bắc Bộ. Bởi nền đất đá rất yếu, ngấm no nước, thêm mưa xuống thì sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ở khu vực từ Nghệ An trở xuống cho tới Bình Thuận, dự báo chiều nay nhiều nơi nắng nóng như tại thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Tuy Hòa, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 đến 38 độ C. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nay sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to với lượng trên 50mm, trong cơn dông khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ và từ Bình Thuận trở xuống cho tới Cà Mau, Kiên Giang, cũng như ra ngoài khơi, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chiều nay cảnh báo với mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Riêng với vùng biển Bình Thuận, gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Bây giờ là dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong chiều và đêm nay.